Xin chào, thật vui khi được gặp lại các bạn trong tập phim hôm nay. Điện đóm dạo này hơi chán nên phim cắp lên hơi muộn, mong các bạn thông cảm nhé. Không chần chờ gì nữa, cùng mình bắt đầu tập phim hôm nay thôi. Tam gia lúc này đi qua thấy bà Thông gia đang chơi mã điếu liền tới góp vui. Hắn hỏi rốt cuộc là Hy Nhược giỏi chơi mã điếu chắc được do bà Thông gia dạy. Bà nói là do nó tự đi nhìn bên ngoài đường. Sau đó bà liền sửa lại là tướng công mình thuê người về dạy để Hy Nhược rèn luyện tính toán. Hy Nhược liền kiếm cớ là mẹ đang nấu dở nồi thuốc theo công thức đặc biệt để bà chuồn khỏi chỗ này. Tam gia tính đuổi theo nhưng bị kéo vào chơi mạt chược. Hy Nhược trở về thấy mẹ cô đã ăn hết đống đồ ăn, cô nói mẹ bà nên cẩn thận không sẽ bại lộ thân phận. Cô muốn mẹ nói năng đừng thô tục nữa, bà tức giận mắng cô. Bà hỏi ở đây ai có làm khó cô không, cô liền nói con rể của mẹ suốt ngày làm khó con, bà nhắc nhở cô cần trông chừng con rể. Như Nhi đã chuẩn bị rất nhiều vòng vàng mang tới chỗ Hùng phu nhân. Cô ta chờ xem bao giờ bà lộ ra cái đuôi, bà cảm thấy rất vui liền nhận lấy. Bà liền nói cô ta chỉ là tiểu thư ở nhờ, cẩn thận đừng bắt nạt Hy Nhược nhà bà. Bà làm thế để cô ta biết vừa mất của vừa thiệt hại. Như Nhi nói cứ để bà đắc ý vài hôm, dù sao thì cũng không còn vài ngày để sống. Hai mẹ con Hy Nhược rất vui nhưng cô muốn mẹ cần cẩn thận chuyện trong phủ này. Bà muốn cô vẽ thêm nhưng cô nói giờ cô là thiếu phu nhân nhất định không vẽ. Bà mắng cho dù con có lấy ông trời cũng phải vẽ. Bà còn biết được cô đã giả vờ mang thai, cô kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà định đánh chết cô đến cái mạng của bà bây giờ cũng sắp mất. Bà nói chờ tới lúc lâm bồn con định đẻ trứng cho người ta hay sao. Hy Nhược nói cùng lắm là bỏ trốn. Cuối cùng bà đã nghĩ ra một cách. Hy Nhược tới tìm đại ma đầu, cô nói nếu sau này mẹ có nói gì kỳ lạ thì anh đừng để ý. Anh cho rằng mới đó cô đã bắt anh nghe lời sao. Cô liền nói không phải như vậy, nhưng dù gì cô cũng là thiếu phu nhân nên có làm thế cũng không sao, kể cả có phải hầu hạ thân cận anh cũng bằng lòng. Hy Nhược tưởng tượng ra cảnh anh quỳ xuống giúp cô thay y phục, cô liền sợ hãi tỉnh ngộ. Ý cô là anh không cần làm vậy, mặc kệ cô đang nghĩ gì, chỉ cần cho anh một cơ hội sẽ khiến cô phải yêu mình. Hy Nhược thấy tên đại ma đầu này cũng bá đạo quá rồi, dựa vào đâu mà ép cô phải thích anh. Anh nói mạch tượng của cô đã chứng tỏ mọi thứ, sau đó anh liền ôm cô. Lúc này Mai Hương tới tìm nói công gia gọi mẹ cô đi một lúc rồi, cô muốn đi nhưng anh nói nếu giờ cô tới đó sẽ xảy ra sơ hở nên họ đành phải chờ. Đến tận tối mẹ cô vẫn chưa trở về, anh nói nếu có chuyện gì xảy ra A Mão sẽ đưa cô đi. Cô không thể để mẹ lại, còn cô đi rồi anh sẽ làm sao? Anh nói mình là phu quân sẽ có trách nhiệm bảo vệ cô, nhưng trước khi đi anh nghe cô nói. Vợ chồng sống với nhau cô cóc lúc cảm thấy anh rất tốt, nhưng giờ chưa phải đến lúc xa nhau, cô cũng không cần anh chịu tội thay. Lúc này mẹ cô đã trở về, bà lớn tiếng nói giờ bọn trẻ yêu đương nồng thắm đúng là làm người ta cảm động. Cô trách mẹ đã đi đâu làm cô lo muốn chết. Công gia gọi bà tới cũng chỉ là nhờ bà chọn vũ sư thôi. Cô dặn mẹ lần sau cẩn thận, bây giờ bà phải đi hầm canh. Hy Nhược sợ là mẹ cô càng ở đây thì chuyện này sớm sẽ bại lộ. Cô lo lắng nhưng anh nói dù gì cô cũng là phu nhân của anh, còn bà là mẹ vợ anh nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ hai người. Cô muốn tìm một cách nào đó để mẹ cô đi về một cách có thể diện, anh liền đồng ý với cô. Lúc này mẹ cô đã hầm canh cho con rể xong, bà mang tới cho con rể bồi bổ. Hy Nhược ấm ức sao lại chỉ có một bát, cô muốn uống ké nên nói cô nghĩ bát canh này có vấn đề vẫn nên để cô thử nó. Hoàng Bân chuẩn bị đi ngủ mà vẫn chưa thấy Hy Nhược đâu, anh liền nằm xuống dưới đất, đột nhiên cô xuất hiện muốn viên phòng. Anh liền né tránh nhưng càng tránh cô càng đuổi theo. Anh biết thì ra đó là do bát canh của mẹ vợ. Anh liền điểm huyệt cô để cô nằm yên, anh đã thức suốt một đêm để canh chừng cô. Cô tỉnh dậy liền hỏi rốt cuộc hôm qua đã làm gì rồi, anh liền hôn cô. Cô liền giận dỗi anh. Anh nói tấm lòng của anh sao mãi mà cô vẫn không nhận ra vậy. Anh nói cô lần sau không được uống chanh canh của anh nữa, nếu không sẽ không đảm bảo được nhịn thêm lần nữa đâu. Hùng phu nhân lúc này đang chơi bài cùng đám gia đình. Đám người họ bị bà đánh cho thua rất nhiều. Hy Nhược nói tối qua sao mẹ lại nấu canh đấy làm cô mất mặt muốn chết. Tại sao tại Lý Phủ mà mẹ cũng dùng chiêu thức bậy bạ như vậy. Cô muốn bà phải tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Hy Nhược vừa rời đi thì công gia cho người tới tìm bà. Hy Nhược về phòng thấy có hộp mực Giang Ninh, còn có thêm tờ giấy nhận mực màu phải hầu ngủ một đêm. Cô định không nhận, Hoàng Bân bước vào nói làm gì mới mua chuộc được trái tim phu nhân, cô bảo ít cũng phải ra 10 năm. Anh còn màu mực giúp cô vẽ, cô nhớ lại hồi nhỏ mẹ vừa đánh vừa mắng cô. Anh nói vậy sẽ đưa bà về nghệ quán không cho gặp cô nữa. Cô liền nói mẹ cô cũng tốt lắm, giờ cô vẽ tranh để xin lỗi bà. A Mão tới báo tin với công tử chuyện của Hùng phu nhân đã bị bại lộ. Chủ quán của Hoa Mãn Lâu lúc này cũng ở đó, liền vạch trần bà. Như Nhi nói người của cô ta vô tình điều tra ra, công gia tức giận mắng bà. Ông cho rằng hai mẹ con bà đã lừa gạt cả Lý gia. Thúc phụ cũng cho rằng chuyện này quan trọng không được nhân nhượng. Bân Nhi xuất hiện nói hai mẹ con họ cần nghiêm phạt lấy lại danh tiếng cho Lý Phủ. Bà liền ôm lấy chân con rể cầu xin nhưng không được. Anh nói phạt bà và con gái bà 50 gậy. Anh nói mẹ con bà có chết cũng không tiếc, anh muốn đánh chết Hy Nhược trước mặt bà. Bà cầu xin công gia hãy trừng phạt bà, đừng phạt Hy Nhược. Bà lôi ra miếng ngọc bài bà nhặt được trên người Hy Nhược chứng tỏ xuất thân của cô cũng cao quý. Anh liền lấy GAI muốn tự mình ra tay. Bân Nhi giơ gậy lên định đánh mẹ vợ thì phu nhân ngăn lại.
Công gia nói đừng diễn kịch nữa, ông biết hai mẹ con người họ không phạm đến mức cần phải đánh chết. Anh quay sang đỡ Nhạc Mẫu dậy. Anh liền nói là mình biết thân phận Hy Nhược từ lâu rồi, là anh đã ép cô và Nhạc Mẫu nói dối. Như Nhi liền đứng ra nói tội hai người đó nặng như vậy, làm sao công gia có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Cô ta muốn lưu đày hai người nọ, không thì cho làm người hầu, nếu không được thì đưa tới nha phủ xử lý. Phu nhân lúc này tức giận mắng chuyện của nhà bà không tới lượt nha phủ quản. Muốn bách tính toàn thành tới cười nhạo cả nhà bà hay sao? Cô ta liền quỳ xuống xin lỗi. Lúc này phu nhân thấy Như Nhi vì muốn có được biểu ca liền không từ thủ đoạn. Thúc phụ đã đứng ra nói đỡ cho cô ta nên cô ta bị kêu ra ngoài. Chuyện này sẽ do phu nhân đứng ra xử lý. Hy Nhược đang ngồi vẽ tranh nhận được tin mẹ cô gặp chuyện liền chạy tới tìm mẹ. Lúc này Hoàng Bân đã tiễn Nhạc Mẫu ra khỏi phủ bà dặn anh hãy chăm sóc Hy Nhược. Cô cuối cùng cũng chạy tới kịp nhưng anh không cho cô gặp mẹ. Từ giờ về sau cô và mẹ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Hy Nhược tới gặp phu nhân bà rất tức giận mắng cô. Bà chỉ cần cô cắt đứt quan hệ với người phường Nghệ cô không đồng ý, cô thà bị đuổi ra khỏi đây quay về đoàn tụ cùng mẹ. Cô cam chịu tùy bà xử lý, bà hạ lệnh nhốt cô và Hàn Thiết Đường. Bân Nhi lên tiếng cầu xin nhưng bà nói nếu anh còn nói nữa sẽ ép anh hủy bỏ hôn ước lấy một cô nương khác. Hy Nhược đã cả ngày không ăn gì, Mai Hương nói công tử bên ngoài đi xin công gia giúp cô nhưng cô nói ngăn cô không cho gặp mẹ, giờ còn bày đặt đi cầu xin cho cô. Anh đi vào khuyên cô hãy ăn uống, cô không muốn gặp anh. Anh nói anh làm vậy chỉ vì muốn giữ cô ở lại đây, cô muốn quay về phụng dưỡng mẹ mình. Bà đã bằng này tuổi rồi mà còn phải chịu nhục nhã như vậy, cô không muốn ở lại đây nữa. Anh an ủi cô anh sẽ tìm mọi cách để cô không phải cách xa mẹ của mình, chỉ là bây giờ không tiện, sóng gió đi qua anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nô tài bẩm báo với phu nhân, thiếu phu nhân ở đó mãi mới chịu ăn uống, nhưng ở đó lạnh lẽo e là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Cuối cùng phu nhân vẫn sai người bảo Mai Hương chuẩn bị cơm canh nóng và đồ chịu lạnh cho Hy Nhược, bà muốn xem là xương Hy Nhược cứng hay lòng bà cứng hơn. Phu nhân buồn muốn chết mà công gia vẫn còn thản nhiên chơi dế. Công gia lúc này khuyên bà thật ra Hy Nhược là người có tình nghĩa. Ông nói mẹ của Hy Nhược thu nhận 7,8 cô nương về nuôi, công gia muốn khen thưởng để các phu nhân noi theo. Nếu có nhiều người tốt như bà ấy thì sẽ không có nhiều đứa trẻ lang thang như vậy. Lão gia vì an ủi con dâu mà tốn công ghê, ông làm vậy đúng là vẹn cả đôi đường. Tống Thấm mang ná đi bắn các gia đình trong phủ, đột nhiên cô ta nhìn thấy nhị công tử đã về. Nhị công tử vừa về nghe thiếu phu nhân xuất thân từ Nghệ phường còn bị trách phạt, hắn liền đi tìm cô. Tống Thấm hài lòng khi nhìn thấy nhị công tử, suýt nữa cô ta đã bỏ lỡ đệ nhất mỹ nam trong thành. Hoàng Dục mang canh cá do mẹ Hy Nhược nấu mang tới cho cô, hắn an ủi cô mạnh mẽ lên, nói cuộc sống của các tỷ muội ở Nghệ phương giờ rất tốt. Cô muốn rời khỏi Lý phủ hắn sẽ đưa đi nhưng bây giờ cô đã là thê tử của đại ca hắn. Duyên phận nằm ở trời, cô có trốn cũng không trốn được nên nước tới đâu nhảy tới đó. Hoàng Bân tới tìm liền nghe thấy tiếng của cô cười rất vui vẻ cùng đệ đệ của mình. Hoàng Dục nói huynh chỉ biết dùng mọi cách giữ cô ấy bên cạnh mà không biết làm sao để cô ấy vui không. Hắn nhắc anh đừng quên Khả Nhi chết thế nào. Hắn dặn anh đối xử với cô thật tốt, cô đã không rời khỏi anh được nữa rồi. Anh lúc này như chôn chân tại chỗ không bước vào bên trong, Hy Nhược bên trong cũng đang nhớ tới anh. Tống Thấm tới tìm Tam gia muốn hỏi hắn về chuyện trung thân đại sự của mình. Hắn tưởng cô ta muốn kết hôn cùng mình, cô ta nói muốn biết về nhị công tử, hắn cảm thấy cháu hai của hắn sẽ không thích người như cô đâu. Hắn nói Hoàng Dục muốn ngắm hết gái trong thiên hạ chứ không muốn ngắm một mình cô đâu. Hắn khuyên cô ta nên quay về con đường phản đối Hy Nhược. Tống Thấm tức giận rời đi nói sẽ viết thư nhờ cha cô ta làm chủ chuyện này. Hy Nhược đang ngồi tự thầm nhủ xin lỗi mẹ thì nghe tiếng con chim nói xin lỗi. Cô liền nhìn thấy nó xuất hiện bên cửa sổ, nó và cô mắng qua mắng lại. Đột nhiên Như Nhi tới, cô ta tranh thủ lúc Hy Nhược đang giận Hoàng Bân vì chuyện mẹ mình, cô ta đến châm dầu vào lửa, nói thêm vài câu ly gián để phu thê người ta hiểu lầm nhau. Công gia và phu nhân đang chơi cờ thì nhận được thư nhị công tử Tống gia, Tống trị sắp tới. Tam gia tới xin huynh trưởng đồng ý cho tổ chức ném thẻ. Việc Hy Nhược còn chưa xong, giờ thứ tử Tống gia tới dục hôn, nghĩ thôi đã làm ông thấy đau đầu rồi. Thay vì bắt ông tổ chức ném thẻ, sao không giúp ông làm thế nào xử lý đống chuyện này đi. Tam gia muốn thông qua cuộc thi này để áp chế Tống gia, mà sở trường của Tam gia là ném thẻ. Tam gia sẽ làm hắn thua tơi bời, để hắn không còn vênh mặt với Lý gia trong chuyện bàn hôn sự nữa. Công gia nghe cách này cũng được nhưng ông cảm giác Tam đệ muốn mượn cơ hội này để phất lên. Tam đệ nói làm vậy cũng chỉ vì bộ mặt Lý gia mà thôi. Công gia giao chuyện này cho Bân Nhi xử lý nhưng Tam đệ này nỉ muốn xử lý chuyện này chỉ tới khi Bân Nhi đi tới Tam gia mới dừng lại. Công gia giao cho Bân Nhi làm tiệc tẩy trần đón tiếp Tống trị. Bân Nhi muốn nói chuyện Tống gia nhòm ngó Vân Thiết đã lâu, chuyện liên hôn cũng chỉ là cái cớ, nhưng hiện giờ người thành hôn được chỉ có Hoàng Dục, nhưng với tính cách tiểu đệ có vẻ không ổn. Tam gia cũng đồng ý với chuyện này, nhưng liên hôn không thành e là bọn họ cần phải đề phòng Tống gia. Công gia muốn hôm đó tất cả mọi người đều tham gia bao gồm cả Hy Nhược, ông dặn Bân Nhi về dỗ dành con dâu để cô tới tham gia. Tam gia cuối cùng cũng được tổ chức ném thẻ. Mai Hương nấu cháo nhưng Hy Nhược không muốn ăn, cô lúc này chỉ muốn được ở một mình. Nghe đại công tử tới, cô liền quát lên bảo anh đi đi. Anh nói với Mai Hương ngày mai có một bữa tiệc, tới lúc đó anh sẽ tới đón cô. Anh còn cho người mang y phục đến cho cô.
Tiệc tẩy trần đã được sắp xếp xong xuôi, lúc này Hoàng Bân đang định đi đón Hy Nhược thì nhận tin Tống Trị đã tới. Hắn định đi dạo quanh thành nhưng trong thành chẳng có gì thú vị nên hắn đành tới sớm. Lý Thúc nói ngày mai sẽ đưa hắn đi gặp công gia sau đó tổ chức chơi ném thẻ. Hắn tới vì hôn sự của Tống Thấm không phải tới chơi mấy trò giả dối đó, hắn muốn họ nhanh chóng định hôn sự. Hắn muốn Hoàng Bân giải thích chuyện này, hắn muốn gặp thiếu phu nhân của Hoàng Bân ra sao mà lại có thể từ chối đích nữ nhà Tống gia. A Mão đang hết lời khuyên Hy Nhược tới tham gia tiệc tẩy trần nhưng cô thẳng thừng từ chối, nhưng tới lúc Mai Hương đem bộ đồ cất đi cô liền cản lại. A Mão chạy tới báo tin phu nhân không tới làm Hoàng Bân thay đổi sắc mặt. Anh nói gần đây phu nhân không khỏe nên không tiện tới. Tống Trị coi thường thiếu phu nhân gia đình thấp kém nên không muốn lộ mặt, hắn châm chọc Hy Nhược. Hoàng Bân nhắc nhở hắn tôn trọng phu nhân của mình một chút. Hắn nghi ngờ Hoàng Bân để từ chối hôn sự đã vừa lấy một tỷ nữ nào đó, hôm nay sợ lộ tẩy nên mới không dám đưa ra. Tam gia nãy giờ ngồi xem tức giận lên tiếng cảnh cáo hắn đang ở Lý gia. Tống Trị đe dọa bọn họ hôn sự đã không thành thì chờ phụ thân của hắn tới viếng thăm đi. Đúng lúc này thiếu phu nhân tới, Tống Trị cảm thấy có hứng thú với vị thiếu phu nhân này. Cô nói bản thân không có gì hơn người, cầm kỳ thi họa cô cũng không rõ gì. Tam gia lên tiếng khen ngợi tài vẽ tranh của cháu dâu nhưng Tống Trị cho rằng lẽ nào thiếu phu nhân được gả vào Lý phủ nhờ tài vẽ tranh. Hắn còn muốn biết chuyện tình yêu của họ, Hy Nhược lớn tiếng mắng hắn, hắn xin tạ tội với thiếu phu nhân. Lúc này Tống Thấm tới hỏi Tống Trị đã nói chuyện hôn sự của cô ta chưa, Tống Trị lúc này nói muội muội hắn muốn thành thân cùng Hoàng Dục. Hắn muốn cân nhắc rồi mới định đoạt chuyện này không gấp nhưng Tống Thấm thì rất gấp. Hy Nhược lúc này vẫn còn giận Hoàng Bân, cô hỏi anh sao lại muốn đánh chết mẹ cô. Cô tức giận không cho anh giải thích, cô định sẽ đi tìm công gia để nói chuyện cô không mang thai thoát khỏi nơi đây. Cô thà bị đánh chết chứ không muốn nói dối nữa. Cô nói từ giờ không muốn liên quan đến anh nữa. A Mão đã điều tra ra Tống Trị là kẻ không dễ đối phó, nhiều thủ đoạn. Cuộc thi ném thẻ ngày mai anh muốn A Mão theo sát hắn. Tam gia không hiểu vì sao mà Tống Trị từ chối tham gia cuộc thi. Hoàng Dục nói chắc là do hắn e ngại trước tài ném thẻ của thúc phụ. Tam gia lúc này đang ảo tưởng Tống Thấm đang nhìn mình. Như Nhi nũng nịu nói với Hoàng Bân anh hỏi là cô ta đã nói anh muốn đánh chết mẹ của Hy Nhược phải không? Cô ta liền chối. Công gia phu nhân tới, phu nhân thấy Hy Nhược thật cứng đầu tới giờ vẫn chưa tới. Hoàng Dục hỏi sư huynh về chuyện biểu tẩu, chuyện của mình chưa xử lý được mà có tâm trạng chơi ném thẻ. Anh tức giận nói không tới lượt đệ dạy dỗ ta. Cuộc thi bắt đầu, hai huynh đệ bọn họ tranh nhau ném không để cho Tam gia cơ hội thể hiện. Hy Nhược đi tới cô định sau khi kết thúc sẽ nói rõ mọi chuyện với công gia. Đột nhiên cô nhìn thấy tên người hầu đang giấu con dao đi về phía công gia, cô liền lao tới đỡ giúp cho công gia. Hoàng Bân nói cô không thể chết anh còn nhiều chuyện muốn nói với cô. Thì ra cô chỉ bị thương ở tay một chút. Anh nói sẽ từ từ giải thích với cô, còn giờ anh đi lấy đồ băng bó cho cô. Hoàng Dục đã đưa Chi Hàn tới, thấy đệ đệ mình định lao tới gần cô anh liền cản lại. Chi Hàn băng bó vết thương cho cô. Anh dặn Chi Hàn chuẩn bị đồ tốt tẩm bổ cho cô. Cô nói không cần, cô muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây nhưng anh không đồng ý. Lúc này Tam gia đi tới muốn vào nhưng bị cản lại. Chi Hàn không biết nên nói sao, vì lời nói dối mà cô sống không tốt đến cả mẹ mình cũng không bảo vệ được. Nhị đệ khuyên anh để cô rời đi anh liền quát hắn im miệng. Tam gia nhiều lời quá khiến Chi Hàn hét lên đang cố giữ đứa bé, không ai khuyên được cô nữa. Lúc này công gia phu nhân tới họ xin lỗi cô, họ nghĩ là đứa bé đã mất. Cô thấy ngạc nhiên đứa bé mất rồi họ không đuổi cô đi hay sao? Công gia hối hận về việc mình đã làm, thấy ông đau khổ như vậy cô liền nói đứa bé vẫn còn. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi, nhớ like và đăng ký kênh Funny Ghost Review, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.